Ngày 18 tháng 10, Thánh Luca Thánh Sử. Thánh Luca là người viết phần lớn bộ sách Tân Ước, gồm quyển Phúc Âm thứ 3 và Công vụ Tông Đồ. Trong hai cuốn này, Ngài cho thấy sự song hành giữa đời sống Đức Kitô và của giáo hội. Trong các thánh sử, Ngài là người duy nhất thuộc dân ngoại. Truyền thuyết cho rằng Ngài là người Hy Lạp, sinh quán ở Antioquia và là người đầu tiên trở lại. Là một thầy thuốc, có lẽ xuất thân từ trường Tarsus và quen biết Thánh Phaolô từ lâu. Thánh Phaolô gọi Ngài là người thầy thuốc yêu quý của chúng ta. Có lẽ Ngài viết sách Phúc Âm trong khoảng từ năm 70 cho đến năm 85. Ngài xuất hiện trong sách Công vụ trong chuyến hành trình thứ hai của Thánh Phaolô và ở lại Philippe một vài năm cho đến khi Thánh Phaolô trở về đó trong chuyến hành trình thứ ba. Và Ngài tháp tùng Thánh Phaolô đến Jerusalem và ở gần Thánh Nhân trong thời gian cầm tù ở Caesarea. Trong hai năm này, Thánh Luca đã có thời giờ để tìm tòi thêm các chi tiết và phỏng vấn những người đã từng gặp Đức Giêsu. Sau cùng, Ngài là người đồng hành trung tín đã tháp tùng Thánh Phaolô trong chuyến đi đầy nguy hiểm đến Roma. Trong thư gửi Timôthê, Thánh Phaolô có nhắc: "Chỉ có Luca là ở với tôi." Người ta không còn biết gì nhiều về quãng đời cuối cùng của thánh nhân. Theo một tác giả thế kỷ thứ hai, thì người tránh được cuộc bắt bớ của Nero đã giết Phêrô và Phaolô và về lại Hy Lạp sống cuối đời không vợ không con, chết lúc 84 tuổi ở Beotie, đầy ơn Chúa Thánh Thần. Theo một tài liệu khác tìm được ở Constantinople, thì Thánh Luca đã rao giảng tin mừng ở Achaia, Beotie và sau làm giám mục thành Thebes. Thánh Gaudense ở Brescia đã quả quyết thêm rằng Luca đã cùng lãnh triều thiên tử đạo với Thánh Andre tại Petras thuộc Achaia. Thánh tích của người hiện còn tại Vương cung Thánh đường Thánh Justina ở Padua, nước Ý. Thánh Luca đã viết về đời thơ ấu của Chúa Giêsu và Đức Mẹ mà chắc chắn người quen biết. Người ta còn nói người đã vẽ chân dung Đức Mẹ. Thánh nhân là quan thầy, các thầy thuốc và họa sĩ. Lời bàn: Thánh Luca viết cho Kitô hữu dân ngoại với tư cách của một người dân ngoại. Cuốn Phúc Âm Ngài viết chứng tỏ Ngài là người giỏi về tiếng Hy Lạp cũng như nguồn gốc của Do Thái. Lời trích: đoạn kết của Phúc Âm Thánh Luca: sau đó người dẫn các ông tới gần Betania rồi giơ tay chúc lành cho các ông, và đang khi chúc lành thì người rời bỏ các ông và được đem lên trời. Các ông bái lại người rồi trở về Jerusalem mà lòng tràn ngập niềm vui, và họ tiếp tục ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.